toán cho trẻ mẫu giáo. Ở các bài trước, các con đã biết các số từ 1 tới 9 rồi. Trong bài ngày hôm nay, cô sẽ giới thiệu tới các con một số đặc biệt, đó chính là số 0. Đây chính là số 0. Các con quan sát. Đây chính là số 0. Số 0 có hình như là một vòng tròn đúng không nào? Chúng mình quan sát thì sẽ thấy rằng số 0 sẽ có hình dáng tương tự như một quả trứng. Các con cùng đọc. Số 0. Số 0. Bây giờ các con quan sát. Ở trên cành cây này đang có mấy con chim? À đúng rồi, ở trên cành cây này chúng mình sẽ đếm được. Đây là một con chim và đây là hai con chim. Như vậy trên cành cây đang có hai chú chim. Vậy nếu như một chú chim bay đi thì còn lại là bao nhiêu chú chim? Đúng rồi, chúng mình đếm và thấy được khi đó sẽ còn lại một chú chim thôi. Rồi sau đó chú chim này cũng lại bay đi mất. Vậy thì các con nhìn trên cành cây sẽ thấy không còn con chim nào cả. Thế thì chúng mình sẽ nói là có không con chim trên cành cây. Các con cùng nhắc lại nào. Có không con chim trên cành cây. Có không con chim trên cành cây. Không, số 0. Bây giờ các con tiếp tục quan sát. Ở đây cô có hai bức tranh. Bức tranh thứ nhất chỉ ban ngày và bức tranh thứ hai chỉ ban đêm. Chúng mình thấy rằng ở bức tranh ban ngày thì có ngôi sao nào không? Đúng rồi, bức tranh ban ngày thì không có ngôi sao nào cả. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào? Chính xác, chúng mình sẽ nói là có không ngôi sao trong bức tranh này. Còn ở bức tranh ban đêm, các con có nhìn thấy ông mặt trời không? Không, đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ nói như thế nào? Đúng vậy, chúng mình sẽ nói là có không ông mặt trời trong bức tranh này. Như vậy, số 0 dùng để chỉ là không có đối tượng nào cả. Các con tiếp tục quan sát số 0. Cùng đọc lại nào. Số 0. Số 0. Các con rất giỏi đấy. Bây giờ chúng mình cùng nhìn. Ở trên cây này có mấy quả dừa? Đúng rồi. 1, 2 và 3. Như vậy trên cây sẽ có 3 quả dừa. Sau đó có một chú khỉ đã tinh nghịch leo lên trên cây và sau đó hái hết 3 quả dừa này. Khi đó chúng mình sẽ thấy là trên cây không có quả dừa nào cả. Vậy các con sẽ nói như thế nào? Đúng vậy, chúng mình sẽ nói là trên cây có không quả dừa. Đây chính là số 0. Không, số 0. Chúng mình cùng nhắc lại nào. Số 0. Số 0. Bởi vì số 0 để chỉ là không có đối tượng nào cả, nên số 0 sẽ đứng trước số 1. Có không quả dừa, rồi tới có một quả dừa, có hai quả dừa, vân vân. Như vậy, ở bài ngày hôm nay, các con đã biết thêm một số nữa, đó chính là số 0. Trong bài tiếp theo, cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số, đó chính là số 10. Cảm ơn các con và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.